giờ trận đấu mới diễn ra mà giờ này là các cổ động viên đã làm nóng ở bên ngoài sân rồi nha các bạn, rất là nóng. Vừa rồi là có một xe chở cổ động viên tới rất là đông, họ rất chờ đợi tại vì Bình Định 12 năm rồi mới đá lại ở sân Quy Nhơn ở giải đấu cao nhất Việt Nam, nên là ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc mà được xuất hiện lên sân để mà coi các cầu thủ cân cưng của họ thi đấu. Đây là buổi lễ diễu hành của cổ động viên là trước khi trận đấu diễn ra nha các bạn, và họ sẽ làm lễ diễu hành ngay tại tượng đài Quang Trung, nằm ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn. Đây là bây giờ các cổ động viên chuẩn bị đi diễu hành nữa các bạn. Rất đông người hâm mộ đã đi vào sân để vào sân Quy Nhơn các bạn. Rất đông. Bây giờ là mới có 4 giờ thôi. 4 giờ chiều mà đã rất đông rồi. Còn bây giờ mình đi vào sân đã. Rồi mình sẽ tiếp tục vào 16 giờ nha các bạn. Sân rất là đông. Rồi tất cả khán giả đã tập trung về hết ở trước cổng sân động rồi các bạn. Rồi bây giờ mình đi vào sân đá rồi sau đó mình sẽ quay cho mọi người thêm tiếp theo nhé, rất là đông. Nhận vé mời đã khó nha các bạn, mà đi vào trong còn khó hơn. Đây là phía bên trong sân, khi mình đã vào bên trong sân rồi. Trải qua một hành trình vào vé rất là gian lao, rất là đông người hâm mộ. Bây giờ là cái hành trình đi tìm khán đài, khu vực khán đài của mình đây. Khán đài gì đây ta? Đây là B hay là đây gì? Sơ này, vô sơ này. Mình đang đi tìm cái khán đài B của mình đây. Căng quá. Em đây là B hay là sao em? C vô được ăn. B được không? Được. B vô được không? Được. Rồi, cảm ơn nha. Để vượt qua được hai lớp cửa kiểm tra an ninh của sông động thì mới vào sân các bạn. Wow, khán giả ngồi đông dữ trời. Ở đây khán đài C mà.